Mai chi? My life in this weird surrender.
Cho vocalist Duy Khang ạ. Và không biết đó là khi đến với chương trình thì Duy Khang sẽ mang đến xúc gì cho tất cả mọi người ạ? Có thể chia sẻ một ít được không ạ? Chào tất cả mọi người, thì Khang sẽ đem tới cho mọi người một ca khúc cũng rất là lâu rồi của nhóm nhạc Westlife. Một khúc mang tên Soledad. Wow. Em sẽ hát nửa Việt và nửa Anh nè. Một tràng pháo tay cho Soledad, thưa quý vị. Soledad là tiếng Anh, sầu lệ đá là tiếng Việt. Sầu lệ đá. Ôi, nè đây thì mới biết luôn đó, xuất sắc. Good.
chia sẻ đến tất cả quý vị, giống như là mình thấy được đa sắc màu của âm nhạc đúng không ạ? Và không biết là tiếp theo đây là we'll be right back.
ngoài cửa đại học Bình Dương ạ. Và cảm ơn các bạn đã đến cũng như là tất cả các thầy cô giảng viên đã đến chương trình. Và chúc cho tất cả mọi người sẽ có được một ngày chúc vui đoàn viên và an lạc ạ. Và hãy luôn nhớ về khoa ngoại ngữ trường đại học Bình Dương cũng như là ekip của chương trình ạ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin mời các